Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 thưa quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây đảng quỹ phường châu phú a tổ chức hội nghị ban chấp hành Ngày 12 tháng 10, Đảng quỹ phường Châu Phú A tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 7 khóa 15. Đến dự có đồng chí Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc. 9 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lượng du khách đến mua sắm giảm so với cùng kỳ. Lượng hàng hóa thiết yếu tại chợ đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Công tác quản lý bình ổn giá được tổ quản lý chợ, các ngành tăng cường giám sát chặt chẽ, tổ chức bốc thăm di dời các hộ tiểu thương kinh doanh mặt bằng cá vào khu vực chợ mới lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái 1,7 ha. Tình hình nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc gia cầm ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 5,8 tỷ đồng, đạt 65%. Thực hiện đầy đủ kịp thời và đúng quy định về các chế độ trợ cấp, tiền tết cho các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Các phát tiền hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 cho 85 người với số tiền trên 71 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 là 89,85%. Ban vận động quỹ vì người nghèo phường đã vận động được trên 500 triệu đồng. Qua đó, đã cất mới và sửa chữa 17 căn nhà đại đoàn kết. Tình hình khu vực biên giới ổn định, công an quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn phường. Những tháng cuối năm 2020, phường Châu Phú A tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm để thu hút khách du lịch, khuyến khích nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tuyến đường không rác, lập lại trật tự lòng lề đường, dẫn động tuyên truyền cho các hộ dân duy trì thực hiện tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị. Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố cho Đốc cho biết, Tính từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020, số người đến khám chữa bệnh là 2.511 lượt người, trong đó có 2.308 lượt người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, trẻ em 21 lượt và khám dịch vụ 203 lượt người. Tổ chức khám xét nghiệm có 515 lượt người, siêu âm 97 lượt, x-quang 115 và điện tim 141 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được tăng cường, công tác giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện và xử lý ổ dịch đúng quy định. Qua đó, trên địa bàn thành phố ghi nhận được 60 trường hợp mắc sốt xuất số huyết, xử lý 36 ổ dịch sốt xuất số huyết, ghi nhận 17 trường hợp mắc tay chân miệng, xử lý một ổ dịch tay chân miệng. Đồng thời, Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động phối hợp với Phòng Y tế, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các hoạt động về lĩnh vực y tế, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, HIVS, chương trình phòng chống lao. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế thành phố đã đề ra những mục tiêu cụ thể, tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế theo hướng hiệu quả hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chủ động phòng chống dịch không để dịch xảy ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. 10 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Châu Đốc xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương, số cùng kỳ năm 2019 giảm 6 vụ các lực lượng chức năng công an thành phố châu đốc tổ chức tuần tra kiểm soát được 517 cuộc. Qua tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện là biên bản vi phạm 1.702 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 267 giấy phép ô tô, 782 xe mô tô, 644 giấy xe mô tô, nhắc nhở giáo dục 767 trường hợp, dừng đổ phương tiện, đặc biệt quảng cáo, biển hiệu, xe đẩy lưu động, bày bán hàng quá lấn chiếm lòng đường dĩ hè, trái quy định pháp luật. Các lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm 241 trường hợp, không giấy phép lái xe 393 trường hợp, không chứng nhận đăng ký 305 trường hợp, điều khiển xe có nồng độ cồn vượt mức quy định 54 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn 138 trường hợp, không bảo hiểm trách nhiệm dân sự 130 trường hợp, đi vào đường cấm 167 trường hợp, thay đổi đặc tính xe 65 trường hợp, quá tải trọng 11 trường hợp, lặng lách đánh võng 4 trường hợp, vi phạm khác 1.170 trường hợp, trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 ba trường hợp. Trong đó, có 34 trường hợp điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, phạt cảnh cáo 70 trường hợp, tước giấy phép lái xe 194 trường hợp. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng công an thành phố Châu Đốc tiếp tục tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Ngày 12 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Quân phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức truyền thông về chăm sóc phát triển trẻ thơ. Tại buổi truyền thông, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, trưởng ban gia đình và xã hội tỉnh An Giang đã triển khai hướng dẫn về cách chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ, hướng dẫn cách chăm sóc thúc đẩy sự phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, tinh thần, giáo dục đạo đức và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở trẻ và một số tai nạn thường gặp ở trẻ trong gia đình và cộng đồng. Thông qua buổi truyền thông, giúp các chị em hiểu rõ được tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Mỹ vừa đến thăm và tặng quà cho hộ bà Nguyễn Thị Nghiêm ở khóm Mỹ Hòa phường Vĩnh Mỹ. Đây là hộ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Mỹ đã nhận đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Nghiêm mỗi tháng 10 kg gạo, các nhu yếu phẩm và 100 000 đồng từ nguồn quỹ của Hội Phụ nữ phường hỗ trợ. Qua đó, nhằm giúp cho những người già neo đơn trên địa bàn phường có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên tham gia chạy bộ 1.000m. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thành đoàn Châu Đốc phối hợp với Công an thành phố Châu Đốc vừa tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thông tin hướng dẫn các quy tắc khi tham gia giao thông, giới thiệu hệ thống biển báo hiệu, luật giao thông đường bộ năm 2008, nghị định 100 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nghị quyết số 88 của chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các tiêu chí về văn hóa giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các em học sinh còn tham gia trò chơi đố vui có thưởng và trả lời các câu hỏi qua đó giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Ngày 12 tháng 10, Trạm Y tế phường Vĩnh Mỹ tổ chức tiêm chủng cho trẻ trên 12 tháng tuổi. Đợt tiêm chủng mở rộng lần này các trẻ được tiêm phòng các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm não Nhật Bản, sởi, rubella. Các trẻ còn được nhân viên trạm y tế kiểm tra sức khỏe, cân nặng, hướng dẫn cho các bà mẹ lưu ý các phản ứng của trẻ sau khi tiêm qua đó giúp cho các bậc phụ huynh biết cách nhận biết và phòng tránh các bệnh nguy hiểm cho trẻ, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, kiên quyết không để các loại dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trạm chăn nuôi và thú y thành phố châu đốc đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm như chỉ đạo nhân viên chăn nuôi và thú y các phường xã tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh định kỳ đột xuất, theo dõi sức khỏe đàn gia cầm thực hiện giám sát chủ động nhằm phát hiện sớm, kịp thời, ngăn ngừa dịch bệnh tái phát và lây lan ra, đồng thời thường xuyên rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine, phòng bệnh, cúm gia cầm cho đàn gia cầm mới phát sinh, đàn gia cầm mới, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc và khử trùng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, trạm chăn nuôi và thú y thành phố phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu giám sát chủ động xét nghiệm mầm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh dương tính với virus cúm gia cầm chủng A 5 n 1 và A 5 n 6 Ngày 11 tháng 10, phường Đoàn Châu Phú B thực hiện vệ sinh môi trường thu gom rác thải nông nghiệp trên địa bàn khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B. Thực hiện ngày chủ nhật xanh, đoàn chiến thanh niên phường Châu Phú B ra quân thu gom xử lý rác thải như bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các tuyến kênh mương đồng ruộng. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ góp phần làm sạch nguồn nước, giữ gìn cảnh quan đô thị, việc thu gom xử lý rác thải nông nghiệp còn tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân thay đổi tập quán thói quen không xả rác tùy tiện, đặc biệt là rác thải vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Qua đó, phát huy tinh thần năng động sáng tạo, vai trò xung kích của tuổi trẻ cũng như tạo sự chuyển biến về nhận thức bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, các ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 939 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 61 phương tiện, tước 56 giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, các ngành các cấp sẽ tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão, thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm làm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phát động toàn dân cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, Trung ương đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, xác định mục đích là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chống thành công. Tiếp theo, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong lời kêu gọi, người nhấn mạnh bốn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích phần 1 đề cương tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020. Bối cảnh ra đời và các bước phát triển của phong trào thi đua yêu nước. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chống thành công. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ bốn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, công, nông, thương binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau. Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tăng mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người sức của, giao sự nghiệp cách mạng dễ dàng của đảng và dân tộc. Thấm nhuận tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, quy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc tạo động lực tinh thần khi thế cách mạng mạnh mẽ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong các giai đoạn cách mạng các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực từng cơ quan đơn vị địa phương làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu to lớn góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược các phong trào thi đua diệt giặc đói diệt giặc dốt diệt giặc ngoại xâm bình dân học vụ hủ gạo kháng chiến đã diễn ra sôi động công nhân nông dân trí thức thi đua lao động sản xuất bộ đội du kích thi đua giết giặc diệt ác trừ gian cơ quan thi đua công tác trường học thi đua dạy tốt học tốt qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu mà điển hình là các anh hùng liệt sĩ phan đình giót bế giang đàn võ thị sáu tô vĩnh diện Cù chính lan và các anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc Mỹ và tay sai chiếm đóng, nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam tiến tới thống nhất nước nhà. Khi miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, miền Nam dùng lên với phong trào đông khởi. Các phong trào thi đua yêu nước nở độ trên các lĩnh vực. Đó là phong trào thi đua ba nhất trong quân đội với mục tiêu cụ thể là nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật, nhất về gương mẫu kỷ luật, nhất về lao động và sản xuất, phong trào gió đại phong trong nông nghiệp và phong trào thi đua học tập, tiến kịp và dược hợp tác xã đại phong. Với năm mục tiêu, cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất, tăng vụ và dở quan, phát triển nhiều ngành nghề, cải tiến quản lý hợp tác xã, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong hợp tác xã, phong trào sống duyên hải trong công nghiệp với mục tiêu hợp lý quá sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phong trào ba sẵn sàng và năm xung phong trong thanh niên, phong trào ba đảm đang trong phụ nữ, các phong trào thi đua áp bắt, giết giặc lập công, dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt ở miền Nam các phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt ở miền Bắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực chiến đấu, lao động sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam quá chiến tranh ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới, vĩ đại của lịch sử dân tộc. Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu như 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã Ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, 12 nữ chiến sĩ tiểu đội thép, anh Dũng hy sinh ở Trung Bồn, Nghệ An, anh Hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ Việt Mỹ, các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Diết Xuân, Nguyễn Giang Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng Thùy Trâm, anh hùng lao động Hồ Giáo và nhiều tấm gương sáng người khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng, tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực ở các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tạo khí thế sôi nổi, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điển hình là các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn quá ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân Việt Nam, phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, nuôi con khỏe, dạy con ngoan của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phong trào năm xung kích, bốn đồng hành cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh Việt Nam, phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ hồ trong quân đội nhân dân. Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ trong công an nhân dân phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động và nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp các ngành, các địa phương. Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, dinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực Quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công. Đại hội đề ra những đột phá mới nhằm hướng đến mục tiêu đưa An Giang vào nhóm dẫn đầu về kinh tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới trên mức trung bình cả nước. Đề cập nội dung này, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Kỳ vọng đột phá kinh tế có thể nói giai đoạn 2015-2020, toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, đưa kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực địa phương, tốc độ tăng trưởng JRDB Bình Quân 5 năm ước đạt 5,25% một năm, giai đoạn 2011-2015 đạt 5,07% quy mô kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng, đứng thứ năm trên 13 tỉnh, thành phố, dùng đồng bằng sông Cửu Long. GRDB bình quân đầu người, năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng một người, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5% một năm. Nét nổi bật của An Giang là đã tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư lớn, từng bước giải quyết bài toán giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 192 triệu đồng một hectare. Trong khi đó, thế mạnh về du lịch được phát huy. Năm 2019, tỉnh thu hút 9,2 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra 3 khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những động lực quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế phát triển. Thực tế cho thấy nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong những năm qua đã giúp nâng cao uy tín và hình ảnh thân thiện, năng động của An Giang trong mắt nhà đầu tư, góp phần thu hút có hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư phát triển. Toàn tỉnh hiện có 5.615 doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế, tổng vốn đăng ký 53.643 tỷ đồng. Năm năm qua, An Giang đã thu hút được 340 dự án đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 78.419 tỷ đồng, 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 331 dự án đầu tư trong nước, so với giai đoạn 2011-2015, số dự án tăng 60,4%, tăng 128 dự án, tổng vốn đăng ký tăng 1,8 lần, tăng 50.442 tỷ đồng. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục định hướng này, trong đó xác định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. An Giang chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đó cũng là niềm tin cho mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước, đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình ký kết các chính sách ưu đãi giữa Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và các đơn vị doanh nghiệp là một trong những nội dung chăm lo cụ thể đã được công đoàn duy trì thường niên. Mỗi năm, chương trình thêm mở rộng được Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá ký kết lại và ký mới nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, hướng đến mục tiêu đem phúc lợi ngày càng tốt hơn cho đoàn viên công đoàn. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Phúc lợi cho đoàn viên từ chương trình ký kết ưu đãi từ tháng 5 năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã khởi động ký kết với 5 doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu đãi giảm giá các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho các đoàn viên công đoàn. Từng đơn vị doanh nghiệp đưa ra những chính sách ưu đãi thiết thực, phù hợp để đoàn viên dễ dàng tiếp cận thụ hưởng. Đây là điểm nhấn khác biệt để người lao động thấy rõ lợi ích thiết thực khi tham gia vào tổ chức công đoàn. Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên ký kết thỏa thuận với 21 đơn vị doanh nghiệp, trong đó có 5 đơn vị ký kết mới, công đoàn cấp quyền ký mới với 4 đơn vị, mức giá ưu đãi từ 5 đến 40% các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ. Qua đó đã có trên 28.000 lượt đoàn viên tham gia thụ hưởng với tổng số tiền hưởng lợi trên 4 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, để góp phần đẩy mạnh chương trình ưu đãi vì lợi ích của đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh có thông báo về việc điều chỉnh điều kiện thụ hưởng các chính sách ưu đãi trong thời gian chờ đổi cấp thẻ cho đoàn viên. Cụ thể đối với trường hợp đoàn chiên thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh có thẻ đoàn chiên, thẻ giấy thì tiếp tục sử dụng thẻ đoàn chiên. Còn trường hợp đoàn chiên chưa có thẻ hoặc đang chờ cấp lại thẻ đoàn chiên mới thì sử dụng giấy giới thiệu hoặc xác nhận của ban chấp hành công đoàn cơ sở mà đoàn chiên đang sinh hoạt để thụ hưởng các chương trình ưu đãi. Các chính sách ưu đãi được tuyên truyền đến đoàn chiên bằng nhiều hình thức trên website và fanpage của Liên đoàn Lao động tỉnh. In tờ rơi gửi trực tiếp cho đoàn chiên, đặt pano có nội dung ưu đãi tại các bếp ăn, nơi có đông công nhân lao động, tuyên truyền lòng kép qua các buổi họp, tập huấn, tuyên truyền pháp luật, cử cán bộ phối hợp với một số đơn vị thực hiện chính sách ưu đãi đến các doanh nghiệp để liên hệ bán hàng ưu đãi với hình thức quầy hàng lưu động, tổ chức các quầy hàng bán giảm giá song song sự kiện của công đoàn ở các doanh nghiệp. Các chương trình ưu đãi chỉ có đoàn viên mới được thụ hưởng nhằm phân định quyền lợi khi là đoàn viên sẽ được thụ hưởng nhiều hơn là người lao động chưa gia nhập vào tổ chức công đoàn. Tiêu biểu như trường hợp chị Nguyễn Thị Thảo, đoàn viên công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, vừa sinh con được hơn 3 tháng. Chị Thảo cho biết, nhờ biết chương trình ưu đãi của Liên đoàn Lao động tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi An Giang, chị đã đến nơi này để được giảm 10% chi phí khám chữa bệnh và sinh tại bệnh viện. Tôi thấy chương trình này rất hữu ích, nhất là đối với đoàn viên nữ, giúp tiết kiệm sang sẻ được cho chị em, đặc biệt là trong thời gian ở cử, chị Thảo chia sẻ. Con gia đình anh Phan Phi Hùng, đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị An Giang, có hai con đang đi học, trong đó con gái lớn đã lên lớp 11. Anh Hùng cho con đăng ký học thêm An Giang tại Trung tâm Ngoại ngữ An Giang, được giảm 10% học phí. Theo anh Hùng, thời gian qua công đoàn cấp tỉnh đến cơ sở có rất nhiều nội dung chăm lo, hỗ trợ thiết thực. Cụ thể, đối với đoàn viên cả về vật chất lẫn tinh thần, Bản thân là lao động chính trong gia đình, vợ bị bệnh, mỗi khoản chi phí cho hai con ăn học được giảm phần nào, anh đều thấy giá trị và nhẹ lo được phần đó. Từ sự thiết thực này, chương trình ưu đãi được duy trì liên tục qua các năm, có thêm sự tham gia của Liên đoàn lao động các quyện đăng ký doanh nghiệp, đơn vị ở địa phương để góp phần cho đoàn viên thủ hưởng các dịch vụ, sản phẩm tốt hơn và giá cả ưu đãi. Chương trình đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn, được đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia, đồng thời cũng nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn trên toàn tỉnh. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt